một số tư vấn về các ngày trong tháng. Thật sự cái dạy nó không phải là cái dạy đó lắm, không phải là cái ước mơ từ bạn. Vì thời xưa mà cứ nhớ bác sĩ nói là sao đi học không được đâu. Thường là buổi trưa là mẹ bông về, bông đi bộ thôi, từ trung ương về nhà luôn. Thì đi qua trường Hai Bà Trưng, đi qua trường Quốc Học. Là ngày nào mà đầu tuần là thấy cháu cơ á, là mẹ mẹ đứng lại, có mẹ anh chị nói cháu cơ. Thì mẹ hỏi con thích đi học không? Là giờ có cố gắng chữa mới đi học. Chị tên Nguyễn Thị Hải Ly, sinh năm 1982. Hiện tại chị đang là nhân viên văn phòng tại cơ sở bảo trợ trẻ em khuyết tật Tâm Bình. Sinh ra thì nói chung là bình thường. Khi một tuổi hơn là đã đi rồi, đến ngang hơn 2 tuổi thì bị sốt bại liệt. Sốt bại liệt thì lúc đó là liệt cả hai tay hai chân luôn, nói chung là liệt toàn thân luôn. Thì ba mẹ mẹ đưa đi bệnh viện điều trị đến ngang 7 tuổi, điều trị 5 năm thì chữa được hai cái tay. Thì hai chân là nói chung là yếu quá nên là chỉ có phục hồi chức năng lại để mà vận động thôi, chứ con không chữa được. Thì thời mà chữa trị thì bác sĩ nói là sợ là sao cái khả năng học tập là hơi khó vì bị liệt nữa, là sợ ảnh hưởng tới não. Khi nhỏ là mỗi lần mà đi chữa bệnh ở trung ương á, là thường là buổi trưa là mẹ bông về, bông đi bộ thôi, từ trung ương về nhà luôn. Thì đi qua trường Hai Bà Trưng, đi qua trường Quốc Học. Là ngày nào mà đầu tuần là thấy cháu cơ á, là mẹ đứng lại, có mẹ anh chị nói cháu cơ. Thì mẹ hỏi con thích đi học không? Nói giờ có, cố gắng chữa mới đi học. Thì trong gia đình nói thôi giờ chứ thì nói chung là tùy con, tùy em, cứ học được chuyên môn, gia đình hỗ trợ chuyên đấy. Nên cả gia đình là từ ba mẹ các chị là ngày nào đưa đi học, cứ nghĩ là học được ngang môn là tốt ngang này thôi. Thì sau này cũng nói chung cũng biết sao học lại được, học cũng hiểu cũng nhớ, rồi cũng vô trường cấp 2, cấp 3 rồi cũng vô đại học bình thường, không trắc trở năm môn hết. Thật sự cái việc mà dạy tiếng Anh hay dạy thêm ở nhà là chỉ làm từ thời sinh viên năm 1, năm 2 của Đại học Bằng 1 Ngữ Văn á, là lúc đó là mới 19 tuổi. Thì thấy khi đó thấy là các bạn ở trong lớp ra sôi nổi ngày nào trao đổi ngoài giờ học mình đi làm thêm việc này, phụ cà phê này, phụ quán ăn này, hay là đi gia sư này, và bạn nào có thu nhập từ những cái việc đó hết. Nhưng mà mình thì nghĩ lại, nhưng mà mình đi không được. Đi phụ quản là mình chịu, đi giáo sư tới tầng nhà mình cũng có phương tiện để đi. Nên là lúc đó về nghĩ làm sao để làm thêm cho vui. Thứ nhất là vui, thứ hai cũng có thu nhập. Thế là gọi được cháu trong lớp ở trong nhà ra trước. Là được cháu năm đó là bắt đầu vô lớp 6, là nó bắt đầu học tiếng Anh.
là thôi được rồi, để ở lên dạy tiếng Anh. Và bắt đầu khi nữa là cũng lưu dạy tiếng Anh thời đó cũng chưa giỏi lắm. Nói chung là ngang trình độ thì thời nữa là đại học vô rồi thì dạy lớp 6 lại cũng khả năng được. Cũng dạy cháu xong là gọi thêm hai đứa học trò ở trong xóm nữa là cùng vô lớp 6 luôn. Thì thời đó phụ huynh nói chung khi nghe cô Ly dạy thì họ cũng tin tưởng thôi, gửi là thành ba cháu. Ba cháu là ba cháu đầu tiên của cái việc dạy. Thời đó rồi đến khi dạy xong được rồi đến 2-3 tháng sau, các bạn trên lớp của các bạn đó giới thiệu học anh Văn mỗi vậy, anh Văn à học nơi nhà đó, nhà cô đó cô kia, lại có nhiều phụ huynh tới xin. Và từ đó là dạy đến nay là như vậy là được 20 năm rồi. Công việc văn phòng đôi lúc thỉnh thoảng rảnh á thì chị cũng tranh thủ dạy viết tĩnh cho các cháu ở đây. Và hiện tại đang dạy cho hai cháu bị bài nặng, vì hai cháu này là cái tay viết rất là khó. Giáo viên về giám đốc, ban giám đốc thì đưa ra là thôi quyết định là dạy viết tĩnh thử. Dạy thử, nếu mà cháu đó học được chỉ cần gõ bằng phím thôi, là cái ngón tay nó dễ hơn so với cầm cây bút. Nên khi mà đưa ra dạy viết tĩnh thì thấy hiệu quả. Và từ đó là ban giám đốc quyết định là dạy viết tĩnh cho các cháu bài này. Lâu chưa mình không vô cái môi trường đó, tự nhiên như chưa mình vô mình thấy phù hợp với mình quá trời lắm, giống như cả mà về nước vậy. Lâu chưa đi học ở đại học hàng ngàn sinh viên như vậy, chắc một mình khuyết tật thôi. Nên thật sự các bạn thương mình, nhưng mà các bạn hiểu mình. Đôi lúc không hiểu hết những cái suy nghĩ hay những cái khó khăn của mình mà mình nói ra được. Đến vô đó là tự nhiên giống như đồng cảm. Ngoài ra thì mình cũng mong là hiện nay cũng có nhiều cháu khuyết tật thì chưa được đi học. Và các cháu đi học đến trường thì cũng còn rất là khó khăn. Nên là mong là sau này nhiều trường học là tiếp nhận được nhiều cháu khuyết tật hơn. Vì khi các cháu mà có một cái kiến thức rồi thì cái tầm nhìn của các cháu nó sẽ khác. Và khi có tầm nhìn khác thì các cháu sẽ có sự nỗ lực phấn đấu để mà cố gắng vươn lên nhiều hơn. Có gia đình khi năm 2013 và đến nay là có ba bé. Và bé thứ nhất năm nay đã vô lớp 1 rồi. Chồng của chị là cũng là người mù khuyết tật và hiện tại anh đang làm tại Hội Người Mù tỉnh Thừa Thiên Huế. Khi xây dựng gia đình thì cả hai đều xác định rồi là chị lấy người đồng cảnh thôi, vì thực sự khi đồng cảnh thì nó dễ chia sẻ lắm. Vậy lại là vì đã đồng cảnh rồi nên hiểu được rồi, nên là những cái khó khăn là chia sẻ rất là dễ. Và hiện tại chị và anh là hai người là nói chung rất hòa thuận. Nói chung cuộc sống với chị là hài lòng. Về công việc, về gia đình, về các mối quan hệ xã hội đều rất là tốt. Và với người khuyết tật như vậy là được rồi. Các cháu tới làm thì nhưng mình cảm thấy vui. Vì các cháu đấy là bình thường cả, không phải là khuyết tật để mà tới cố khuyết tật thì đó là bình thường rồi. Nhưng đấy các cháu bình thường tới một cố khuyết tật. Câu nói mình tâm đắc nhất á, là trao yêu thương để nhận lại yêu thương. Mình cứ làm hết mình cứ làm hết tâm tư tình cảm của mình cho tất cả mọi người, cho những ai cần cái tình cảm đó, thì mình sau này mình sẽ gặp được nhiều tình cảm khác.